Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược, và quân dân ta đã lập nên những chiến công hiển hách. Qua đó đã xuất hiện những vị danh tướng lẫy lừng như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ. Đến thế kỷ 20, trong thời đại Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xuất hiện để hợp thành tứ đại danh tướng Việt Nam. Nếu như trong bộ ba danh tướng thời xưa, vị quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo được nhân dân suy tôn thành Đức Thánh Trần, thì trong thế kỷ 20, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tài năng, đức độ, văn võ song toàn, Đại Võ Công Điện Biên Phủ năm 1954 đã được suy tôn là vị tướng huyền thoại. Xuất thân từ thầy giáo dạy lịch sử, dung mạo thuộc hàng bạch diện thư sinh, nhưng Võ Nguyên Giáp đã được chọn để thành lập và chỉ huy quân sự. Trong khi ở thời kỳ đó, có hàng chục học viên Việt Nam được đào tạo bài bản, tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố, Trung Quốc. Đó chính là do ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm 1940 tại Côn Minh, Trung Quốc, với con mắt tinh tường, Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy ở Võ Nguyên Giáp những dấu hiệu của một thiên tài quân sự và tin tưởng giao cho nhiệm vụ chỉ huy quân sự của cách mạng Việt Nam, thành lập và chỉ huy đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Đây là sự kiện đánh dấu và quyết định đến sự nghiệp chỉ huy quân sự của Võ Nguyên Giáp. Với tài năng quân sự kiệt xuất của mình, ông đã chỉ huy quân đội không ngừng lớn mạnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong cuộc đời cầm quân của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lần lượt đánh bại 7 đại tướng Pháp, và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mỹ đã phải 4 lần thay Tổng Tư lệnh. Ghi nhận những công lao to lớn của ông, ngày 20 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh phong quân hàm đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi ông mới tròn 37 tuổi. Võ Nguyên Giáp là vị chỉ huy được phong quân hàm duy nhất một lần, lên ngay cấp hàm đại tướng. Có một phóng viên phương Tây hỏi bác Hồ rằng: "Chúng tôi chưa thấy Việt Nam có trường quân sự cao cấp nào, vậy ngài chủ tịch căn cứ vào đâu để phong nhiều cấp tướng như vậy?" Bác Hồ đã cười rất đôn hậu và trả lời rằng: "Việt Nam chúng tôi đang đánh giặc theo kiểu du kích, nên cũng phong quân hàm theo lối du kích. Nghĩa là ai đánh thắng đại tá thì phong đại tá, ai đánh thắng thiếu tướng thì phong thiếu tướng, ai đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng. Và có lẽ ông cũng đồng ý với tôi là phong như vậy vẫn còn khiêm tốn phải không?" Câu trả lời của bác đã khiến cho người phóng viên ấy phải tâm phục, khẩu phục. Với 30 năm là Tổng Tư lệnh quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn tỏ rõ là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, được suy tôn là người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có công lao đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Đánh giá về tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà sử học Georges Baudrelle người Pháp đã viết: "Giáp là nhà quân sự lỗi lạc, vị tướng lĩnh tài ba, nhân vật nổi bật của lịch sử hiện đại Việt Nam và thế giới trong thế kỷ 20. Một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và là một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của các thời đại." Là một võ tướng nhưng thấm đậm chất nhân văn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không bao giờ coi một trận chiến đấu như một ván cờ, và người chiến sĩ không phải là những con tốt thí trên bàn cờ. Đại tướng đã hết sức cẩn trọng, so sánh tương quan lực lượng hai bên, luôn cân nhắc để làm sao giành được thắng lợi cao nhất mà tổn thất về sinh mạng thấp nhất. Cũng chính vì trách nhiệm của mình với vận mệnh của đất nước và sinh mệnh của chiến sĩ, trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Đại tướng đã thức trắng đêm suy nghĩ để đi đến quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của mình. Đó là chuyển từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Nó vừa đảm bảo yếu tố chắc thắng, lại vừa giảm thiểu đến mức thấp nhất thương vong cho bộ đội.
Quyết định sáng suốt đó của ông đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng ác liệt, lần đầu tiên trên thế giới, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ ở châu Á đã đánh bại quân đội của một cường quốc châu Âu. Trong một lần trả lời phỏng vấn nhà báo Pháp Dominique Barry, khi được hỏi chiến lược của các ông là gì, đại tướng đã trả lời: chiến lược của chúng tôi là chiến lược hòa bình, tôi là vị tướng của hòa bình. Tứ đại danh tướng trong lịch sử Việt Nam đều là những người văn võ song toàn, như Lý Thường Kiệt với bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Trần Hưng Đạo với Hịch Tướng Sĩ như một nguồn lửa nóng làm cháy bừng lên tinh thần dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn và lòng căm thù giặc sâu sắc, cùng ý chí chiến đấu, quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Quang Trung với lời dụ tướng sĩ, khẳng định ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc, đồng thời nói lên ý chí quyết tâm đánh giặc, cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ. Võ Nguyên Giáp cùng với sự nghiệp quân sự có 102, ông còn là tác giả của 64 đầu sách trên 10 vạn trang in, đóng góp vào kho tàng lý luận của chiến tranh nhân dân về học thuyết quân sự Việt Nam và kho tàng văn học và sử học của nước nhà. Điều đó càng chứng tỏ phẩm chất văn võ song toàn của đại tướng. Võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm, văn lo vận nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩnh biệt thế giới vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013, đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn với đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế, là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Giáo sư sử học Lê Văn Lan đã viết: mùa thu năm 2013, lịch sử thời hiện đại lại đang chứng kiến một điều huyền diệu. Bậc nhân tướng thời đại Hồ Chí Minh họ Võ, khi ông được lập ban thờ ở khắp nơi, được các động tác thực hành tín ngưỡng và những lời lẽ nguyện cầu của rất nhiều người suy tôn thành kính, cũng đang hóa thánh và hiển thánh, đang hóa thân thành bậc thánh tướng thời hiện đại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ông không chỉ là đỉnh cao của một vị tướng kiệt xuất về tài thao lược quân sự, mà còn là một hiền nhân sống giữa lòng dân và đã trở thành giá trị Việt Nam bất diệt, sống mãi trong lòng nhân dân và thời đại. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share video nhé. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo trên kênh Nghe Kể Chuyện Hay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.